Thời gian này, các cấp ủy chính quyền, lực lượng chức năng huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, trong đó tập trung xử lý tình trạng tái vi phạm lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là một giải pháp được lực lượng chức năng huyện tăng cường nhằm ngăn ngừa tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Hàng ngày là chúng tôi thực hiện đầu giờ sáng và tất cả những cái điểm nóng thì chúng tôi đi thường xuyên, đi tuần nhắc nhở thường xuyên. Còn cố định là chúng tôi các ở phố thì chúng tôi cứ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày là chúng tôi tiến hành tuyên truyền nhắc nhở bà con là không bày bán hàng dưới lòng lề đường cũng như dựng ô để che khuất tầm nhìn để đảm bảo về trật tự an toàn giao thông. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên quá trình triển khai thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông của lực lượng chức năng đã nhận được sự đồng thuận của các hộ dân. Tôi thì bán hàng ở đây lâu năm rồi thì là gia đình lúc nào cũng xác định là không bao giờ là lấn chiếm vỉa hè hành lang cả để đảm bảo cho giao thông đi lại thuận tiện. Trong thời gian tới, ngoài công tác tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn huyện nắm rõ và tự giác tháo dỡ, lực lượng chức năng sẽ cương quyết xử lý, tháo dỡ, giải tỏa hành lang tất cả các tuyến đường trên địa bàn huyện để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Chúng tôi vẫn thường xuyên tiếp tục phối hợp với Ban an toàn giao thông các cấp, cấp huyện, cấp xã để thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà tổ chức tuần tra nhắc nhở về trật tự an toàn giao thông. Không để những cái tụ điểm gây ùn tắc và gây cản trở giao thông trên địa bàn huyện. Để lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, xử lý dứt điểm các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, cùng với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần có trách nhiệm chung sức thực hiện có hiệu quả giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.